6 xong rồi. Em cũng 6 xong rồi. Đây là vòng thi quyết định nha. Bán quyết định này. Bây giờ sẵn sàng nhá. Rồi đổi này. 1 2 3. Ai như anh cũng cãi nhỉ? Anh ấy đang chơi Rubik thì phải, mình lại phải xem mới được. Chào anh cô gái. Chiến này em. Đi đâu về đây? Em mới đi chơi về, em mới mua được con Rubik này này. Rubik mới hả? Vâng. Wow, nhìn đã đấy. Vâng, anh biết con này này, con này là con gear cylinder này. Anh cũng có một con Rubik mới này. Con Rubik này là Rubik bóng đấy em. Con Rubik gì mà nhìn lạ vậy anh, cho em xem được không? Đây. Con Rubik này là Rubik bóng bầu dục đúng không? Cái này em cũng tính mua nhưng mà tìm chưa thấy anh ạ. Đúng rồi, cái con đó anh mua mãi mới được á. Mà cái con này anh cũng tìm hoài chưa thấy này, em mua ở đâu ra á? Con Rubik đó em đặt hàng ở trên mạng ấy. Mà ở nhà em có mấy loại Rubik cũng hình cầu như này, anh có muốn xem không? Nghe hay đấy nhỉ. Anh vừa nghĩ ra một ý như thế này này. Ý gì vậy anh? Bây giờ anh em mình tổ chức cuộc thi đấu Rubik hình tròn, em dám chơi không? Ý kiến hay đâu anh. Vậy thì anh chơi em xíu để em về lấy mấy quả Rubik nữa rồi anh em mình ra thi đấu. Em về lấy đi, anh chờ ở đây nhá. Đây rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn này. Đây là toàn bộ Rubik của bậc Chiến nhá. Không ngờ nhà em nhiều Rubik như vậy luôn đó Chiến. Em mua mấy con Rubik này lâu cho em? Dạ, em mua khá lâu rồi anh ạ. Lâu rồi à? Vâng. Rồi, sưu tầm được như thế này phải nói là quá kinh khủng luôn em. Vâng. Và đây là tất cả những cái con Rubik này đều là hình tròn nha các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đấu Rubik hình tròn nhá. Ok. Ở đây thì mình đã chia cặp tất cả những con Rubik này ra đây này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, tương ứng với 5 vòng đấu nha các bạn. Và bây giờ để cho công bằng thì tụi mình, hai anh em mình sẽ oản tù xì xem ai là người lựa chọn Rubik đầu tiên nhá. Ok, sẵn sàng cho em? Em sẵn sàng anh. Rồi, vòng đầu tiên này, oản tù xì. Oản tù xì. Chiến được thắng rồi, cho Chiến chọn đi. Đây, tương ứng với 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này. Bây giờ em ở bên này là vòng đầu tiên nhé, em chọn đi. Rồi, em chọn cái này đi. Ok. Vậy thì cái con Rubik này sẽ là của mình nha các bạn. Bây giờ hai bên sẽ tráo Rubik cho nhau, sáo lên khi mà bắt đầu cuộc thi đó. Cả hai cùng giải nha các bạn. Ok, sáo xong rồi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi nhá. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng anh. Rồi, anh đếm 1, 2, 3 bắt đầu này. 1, 2, 3, rồi. Rồi, em xong rồi. Xong rồi Rồi ơi, mình vẫn còn 2 miếng nó chưa nhét vào hết rồi các bạn ơi. Như vậy ở vòng đầu tiên thì Chiến là người chiến thắng nha các bạn. Đây, Chiến đã hoàn thành hết được con Rubik Mi này rồi. Tất cả đều đúng màu nha. Tỷ số là 1-0. Vòng thi thứ hai em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Rồi, oán tù xì tiếp nào. Oán tù xì. Lần này Chiến lại thắng tiếp các bạn ơi. Sao mà hên đấy nhỉ? Rồi bây giờ hai con Rubik này em chọn đi. Để em chọn con này cho. Ok, vậy thì anh sẽ lấy con này nha. Sẵn sàng cho em. Em sẵn sàng. Rồi, đổi Rubik sáo nào. Bây giờ sẵn sàng nhá, chuẩn bị đếm nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Xong rồi ơi. Lần này anh chiến thắng rồi nha. Đâu anh xem nào. Ôi giời ơi, sao anh như thế này vẫn chưa hết được một nửa mặt các bạn ơi. Như vậy tỷ số là 1-1 rồi các bạn ơi. Bây giờ vòng thi thứ ba em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Rồi, ấn tù xì nha. Ấn tù xì. Lần này em thắng rồi, cho em chọn đi. Đây. Để em chọn con này đi. Con đấy hả? Vậy thì anh sẽ lấy con này nha. Xong rồi hả? Trời ơi, anh còn một xíu nữa là thắng rồi đây này. Đây, đây, đây. Đây, trời ơi, chỉ còn một xíu 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 là mình thắng rồi các bạn ơi. Nhưng mà Chiến công nhận là nhanh đấy. Thì số vòng này là 2-1 nha các bạn. Vòng thi tiếp theo sẽ là đây. Rồi, chuẩn bị nào. Quán tù xì. Như vậy lần này vòng này mình thắng, mình có quyền được chọn nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy con này. Đây, của em đây em. Chuẩn bị sáo nhá, đổi Rubik cho em nào. Đây, anh sáo xong rồi. Em cũng xong rồi. Rồi, đổi nào. Chuẩn bị nhá. 1, 2, 3.
rồi, em xong rồi. Hả? Chiến cao thủ các bạn ạ. Mình xoay cái này phải nói là dễ hơn cái này nhiều mà Văn Chiến bạn nó xoay phát là ra luôn này. Như vậy tỷ số lần này là 2-2 nha các bạn. Quá là cân tài cân sức luôn em nhỉ. Rồi. Bây giờ đây chính là cái phần thi cuối cùng này. Rồi bây giờ xem ai sẽ là người được chọn nha. Quán Tu Si nào. Quán Tu Si. Quán Tu Si. Quán Tu Si. Lần này mình được chọn các bạn ơi. Ok. Để xem nào. Đây hả? Rồi mình sẽ lấy Rainbow Moon nha các bạn. Đây của em đây. Rồi sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. Rồi đáo Rubik để sáo lên nào. 1, 2, 3. Sáo xong rồi. Em cũng sáo xong rồi. Đây là vòng thi quyết định nha. Ván quyết định này. Bây giờ sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. Rồi đổi này. 1 2 3 Anh xong rồi. Em còn một xíu nữa là xong rồi. Đâu anh xem nào. Đây đúng rồi. Đấy. Bạn Chiến này bạn còn một xíu xì xìu là bạn xong rồi các bạn này. Đó nhưng mà không kịp, mình xong sớm hơn. Đây kiểm tra xem anh làm đúng hết chưa. Đúng rồi. Đấy. 3, 2. Lần tỷ thí này anh chiến thắng rồi nhá. Yeah. Như vậy là vừa rồi tụi mình đã hoàn thành xong cái thử thách một ngày đấu Rubik hình tròn. Đó. Đây tất cả đều là Rubik hình tròn nha. Như các bạn cũng đã thấy, bận chiến này mặc dù thua nhưng mà thua với tỷ số rất là xít sao, chỉ cách mình có 1 điểm thôi, 32 điểm. Đó, chứng tỏ bạn này chơi Rubik cũng khá là giỏi nha các bạn. Thế Chiến, em có cảm nhận gì về cái cuộc thi ngày hôm nay không? Em thấy cuộc thi hôm nay rất chi là gay cấn và kịch tính. Ừ. Hôm nay em thua, hôm sau em sẽ cố gắng thắng được anh Củ Cải. Thế là vẫn có ý định để phục thù đó các bạn ơi. Ok, anh tiếp nhận luôn cái lời thách thức của em nhá. Lần rồi. Sau cố gắng và chiến thắng nhá. Ok anh. Rồi bây giờ thì chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye bye.